Tập 6. Nữa đi, hát đi. Sao vậy? Mấy người chỉ súng làm gì? Mau bỏ xuống. Xuống đây. Mấy người làm gì vậy? Làm gì vậy? Bỏ ra. Bỏ anh ấy ra. Mấy người làm gì vậy? Bỏ anh ấy ra. Có chuyện gì vậy? Các anh làm gì mà hung dữ với họ vậy? Họ đang biểu diễn cho chúng tôi nghe toàn bộ quá trình cứu chú Triệu. Bọn họ đang thổi hiệu lệnh tấn công của quân Nhật. Tránh ra, mau thả họ ra. Bỏ ra, thả ra. Dừng tay lại. Ai thổi hiệu lệnh vậy? Tôi thổi đó. Cả tôi nữa. Cao Sướng, Châu Trạch Tây, hai người làm loạn gì vậy? Uyển Đình. Uyển Đình, đây là vợ sắp cưới của tôi. Anh im đi Cao Sướng, chúng tôi sẽ cưới nhau. Im đi. Người đâu? Cưới nhau. Bắt hai người họ cho tôi. Giam lại. Đi. Thân thân, mấy người làm gì vậy? Làm gì vậy? Sao lại bắt bọn họ? Họ chẳng qua chỉ biểu diễn cho mọi người. Làm sao để lừa quân Nhật thôi? Chú Triệu, nếu không nhờ Cao Sướng thổi thì sao chú thoát nguy hiểm được? Các chú đúng là lấy quán báo ơn. Hà Tân, đây là căn cứ. Các cô làm loạn như vậy là trái kỷ luật. Biết không? Ai trái kỷ luật? Kỷ luật gì? Đó là kỷ luật của các cô, không phải của chúng tôi. Chúng tôi chưa phải bắt lộ quân, không bị trói buộc bởi kỷ luật của mấy người. Nếu mấy người muốn bắt họ thì bắt tôi luôn đi. Tôi kêu anh ấy thổi đó. Được. Nếu cô muốn thì bắt giam cô luôn. Canh giữ chặt cho tôi. Không có lệnh của tôi, bất cứ ai cũng không được thả họ ra. Cũng không được ai tiếp xúc. Đưa họ đi. Chú, bỏ ra. Bỏ cô ấy ra. Chú Triệu, Triệu là con lấy trộm nên họ mới uống say. Nên chú bắt giam họ thì bắt giam con luôn đi. Về viết bài kiểm tra cho chú. Đi. Đi. Họ vừa trải qua sinh tử. Uống chút rượu xoay dịu bản thân. Đều là người trẻ, có gì to tát đâu. Tôi biết. Nhưng ở căn cứ mà thổi kèn lệnh của quân Nhật chính là làm rối lòng quân, là lỗi rất nghiêm trọng. Được rồi, anh Lập Cường, Phù Dung, hai người về nghỉ ngơi đi. Chuyện gì vậy không biết? Đều tại Cao Sướng hết. Uống rượu gì chứ? Nếu không tại cậu ấy uống say, làm gì có chuyện tôi thổi kèn hiệu cùng cậu ấy. Nếu không thổi kèn hiệu, làm gì có chuyện bị nhốt trong căn phòng tối này. Thổi kèn hiệu thôi mà. Thổi cũng thổi rồi. Đâu phải chúng ta cố ý làm loạn. Không lẽ họ định giết chúng ta hay sao? Đúng vậy. Đúng rồi thần thần. Em đâu thổi kèn hiệu cùng tụi anh. Sao cũng bị nhốt vô đây? Em tự xin vô đó. Hai anh đều bị nhốt, mình em ở bên ngoài không nghĩ khí chút nào. Ba chúng ta hẹn ước rồi, có phúc cùng hưởng, có quả cùng chịu. Có điều em nghĩ chúng ta không thể ở lại căn cứ này nữa. Có khi mai là bị đuổi đi rồi. Đuổi thì đuổi, vậy chúng ta có thể về Nam Dương. Em không thể đi Nam Dương, em phải đi cứu bà nội. Như vậy đi, anh đi cùng em. Chúng ta về cứu bà nội em trước, sau đó đưa bà nội cùng đi Nam Dương. Anh nhìn ra đường, nơi này không thể ở lâu. Không có đàn violon thì anh chẳng khác gì phế vật. Đợi thêm xem sao. Tóm lại, cứu bà nội em ra trước đã. Đừng đụng anh ấy, để anh ấy ngủ đi. Nhưng mà ngủ như vậy em sẽ mệt đó. Không sao đâu. Được rồi, vậy anh không ngồi đây nữa. Anh qua bên kia nằm một lát.
Trưởng ban Lý, tôi đề nghị không được cho họ tham gia bát lộ quân, thậm chí không được ở lại căn cứ. Tôi không đồng ý. Đúng là họ đã sai, nhưng họ vừa mới tới đây, không hề biết gì về tình hình ở căn cứ, khó tránh xảy ra chuyện. Ở đây mà thổi kèn hiệu quân Nhật khiến toàn quân rối loạn, vì tưởng quân Nhật bao vây chúng ta. Có biết nó gây ảnh hưởng lớn cỡ nào không? Người dân còn chuẩn bị đưa gia đình sơ tán rồi. Đúng, họ đáng bị phê bình khiển trách. Dù sao họ cũng không phải chiến sĩ, chưa được huấn luyện chính quy. Thủ trưởng, xin hãy cho họ cơ hội sửa chữa lỗi lầm. Hơn nữa nếu không vì Hạnh Nhi đưa rượu cho họ thì đã không có chuyện này. Phải kỷ luật Hạnh Nhi nữa. Được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa. Dù sao họ cũng chưa kịp tiếp nhận giáo dục kỷ luật của tổ chức. Hơn nữa cũng không phải làm loạn ác ý, nên tôi đồng ý cho họ ở lại, tiếp nhận phê bình giáo dục, đợi kết quả về sau. Rõ. Báo cáo, có người từ Tân Thành tới. Cho vào. Lão Hồ, thủ trưởng, tôi điều tra rõ rồi. Hà Mạnh Đức đúng là người đã thiêu chết Sato. Vì chuyện này mà mẹ của Hà Mạnh Đức bị tư lệnh cảnh binh Nhật Bản hành quyết công khai. Vậy Hà Mạnh Đức đâu? Giờ trong thành đang truy nã ông ta khắp nơi. Đại ca, đại ca, tôi hỏi cậu, mẹ tôi sao rồi? Mẹ chúng ta bị Nakamura giết rồi. Cậu nói gì? Nakamura giết mẹ rồi, giết ngay trên đường. Chính mắt tôi nhìn thấy. Con có lỗi với mẹ. Nakamura, tao phải giết mày. Tao phải giết mày. Tôi phải về Tân Thành. Đại ca, chúng ta không về được đâu. Đang bị truy nã khắp nơi. Đại ca, sau này chúng ta phải đi đâu đây? Không về được Tân Thành nữa. Mẹ tôi cũng chết rồi. Phải làm sao đây? Đi tìm Thần Thần. Đi tìm Thần Thần. Tôi phải cướp lại Thần Thần từ tay Bát Lộ Quân. Được, đi tìm Thần Thần, đi. Làm gì vậy? Gì vậy? Sao lại khóa nhốt chúng tôi? Không được, anh bị giam giữ rồi. Giam giữ sao? Tại sao? Chúng tôi tới nương nhờ Bát Lộ Quân. Nhốt như vậy thì ra gì nữa? Thổi kèn lệnh quân Nhật thì chính là Hán Giang. Ngoan ngoãn ở đó đi. Hán Giang sao? Ai là Hán Giang? Cái tên này, anh đi đánh Nhật bao giờ chưa? Tôi mặc kệ, kêu lãnh đạo của anh tới đây. Tôi có chuyện cần nói. Nhanh lên. Nhanh lên. Đừng cãi lộn nữa, cao sướng. Nhưng tại sao họ lại nhốt chúng ta? Anh không nhớ gì thật sao? Anh không nhớ gì hết. Cao sướng, cậu đang giả đò đúng không? Mới uống có chút rượu mà quên hết chuyện thổi kèn hiệu quân Nhật rồi sao? Kèn hiệu quân Nhật sao? Tại sao tôi lại thổi cái đó? Tôi có phải kẻ ngốc đâu? Sao lần nào uống rượu là hôm sau anh đều quên sạch vậy? Đúng vậy, lần nào uống rượu qua hôm sau là anh đều không nhớ gì hết. Nhưng mà chúng ta vừa mới tới căn cứ mà. Chết rồi. Giờ gây chuyện lớn như vậy thì Nguyễn Đình chắc chắn sẽ rất giận. Làm sao đây? Nè anh có lương tâm không vậy? Anh chỉ nhớ tới Nguyễn Đình của anh. Thần Thần thì sao? Tối qua anh uống say, ngủ trên chân Thần Thần cả đêm đó. Thần Thần, Thần Thần, Thần Thần, đừng kêu nữa. Được rồi, em chỉ đang nghĩ tiểu thư nhà anh sẽ xử lý anh ra sao đây.
Nếu Tô tiểu thư nhà anh mà công chính liên minh thì chắc chúng ta sắp bị đuổi khỏi căn cứ rồi. Không được, anh phải đi tìm cô ấy để nói rõ chuyện này. Uyển Đình, Cao Sướng, anh biết hôm qua anh đã làm gì không? Anh không biết. Không biết sao? Tôi làm chứng, anh ấy thật sự không biết. Anh ấy cứ hay uống nhiều là không nhớ được gì hết. Tôi cũng làm chứng được. Có một lần anh ấy uống say, chúng tôi tìm khắp nơi mà không thấy, cuối cùng lại thấy anh ấy trong chuồng heo. Đúng đúng, anh cũng nhớ lần đó. Ba người nghe rõ đây, đã muốn tham gia cách mạng thì phải biết Đảng Cộng sản là quân đội chống Nhật. Đã là quân đội thì phải có kỷ luật như sắt thép. Anh hiểu rồi. Có điều, tôi hiểu kỷ luật phải như sắt thép, nhưng tôi vẫn muốn về Tân Thành một chuyến. Về Tân Thành làm gì? Bà nội tôi đang nằm trong tay quân Nhật, tôi phải về cứu bà nội. Thần Thần, chúng ta khó khăn lắm mới thoát ra được, giờ em lại muốn quay về thì rất nguy hiểm. Nguy hiểm mấy em cũng phải về. Nếu bà nội em bị quân Nhật hại, em sẽ thành kẻ tội đồ. Thần Thần, em yên tâm, anh sẽ về cùng em. Chúng ta nhất định sẽ cứu được bà nội em. Hà Thần, bà nội cô bị Nakamura giết rồi. Cô nói gì? Không, chắc chắn cô đang lừa tôi. Cô không muốn tôi quay về mà. Tôi không lừa cô. Một đồng chí ở trạm giao thông của chúng tôi chính mắt nhìn thấy. Cô đang lừa tôi. Thần Thần, Thần Thần, Thần Thần, Hà Thần, Thần Thần, Hà Thần, Hà Thần, Thần Thần, Thần Thần, Hà Thần. Cô ấy, bà nội, bà nội. Hà Thần, Hà Thần, cô tránh ra. Uyển Đình, nếu không tại cô thì bà nội tôi đâu có chết. Không sao chứ? Hà Thần, bà nội, Hà Thần, tôi xin lỗi. Thần Thần, em yên tâm, chúng ta nhất định sẽ giết đám quân Nhật đó, báo thù cho bà nội em. Đúng đó Thần Thần, đừng khóc nữa. Dù xảy ra chuyện gì, tụi anh cũng sẽ ở bên em. Bà nội, đứng lại, không được cử động. Qua đây, qua đây, xuống đi, qua đây, xuống đi. Đại ca, tôi hỏi rõ rồi, có giấy thông hành này là chúng ta sẽ vào được căn cứ. Đại ca, sau này chúng ta phải làm sao? Nhà anh bị tịch thu rồi. Dù chúng ta tìm được đại tiểu thư, nhưng trên người không có xu nào thì cũng khó đi đâu lắm. Lão Miêu, cậu theo tôi bao nhiêu năm mà vẫn không hiểu tôi sao? Tôi tuổi con gì? Tuổi con thỏ. Thỏ có ba hang. Làm gì có chuyện tôi dồn hết của cải vào một nơi? Tôi đề phòng bọn Nhật lâu nay rồi. Vậy ý anh, trong ba cái hang này thì mỗi cái hang nào cũng có tiền sao?
Cao Kiến đúng là quá sáng suốt, đúng là đại ca có khác. Tôi nói cậu nghe, lát nữa chúng ta tới căn cứ thì cậu phải cẩn thận đó. Đại ca, nếu chúng ta tìm được đại tiểu thư mà cô ấy không chịu theo thì phải làm sao? Dù phải trùm nó bằng bao bố, tôi cũng phải đưa nó ra. Được, tôi hiểu rồi. Đi. Thần Thần, nhìn anh một cái đi. Để anh làm ảo thuật cho. Coi nè. Không có. Không có gì hết. Cho em nè. Ở đâu ra vậy? Lấy từ chỗ mấy dân làng đó. Anh lấy gì ra đổi vậy? Lấy gì đổi cũng như nhau thôi. Đừng hỏi nhiều, mau ăn đi. Tất cả giống như một giấc mơ. Lúc nãy em mơ thấy, hồi còn nhỏ mình vừa lên vai bà nội, nghe bà nội kể chuyện. Đừng nghĩ nhiều nữa, đừng mãi đắm chìm trong giấc mơ. Đây là hiện thực, em phải sống trong hiện thực. Nè, ăn đi. Không cần lo cho em đâu, em nhất định sẽ phấn chấn lại. Bà nội em đi rồi, em cũng không còn người thân nữa. Em phải giống như anh, báo thù cho bà nội, phải đánh bọn Nhật. Rồi sẽ có ngày em được thấy bọn chúng bị diệt trừ, về Tân Thành giếng bà nội. Được rồi. Thân Thân, coi nè. Đường nâu sao? Anh lấy cái gì ra đuổi vậy? Em đoán đi. Đừng nói là anh. Chính là cái đó. Nói chung anh không giống như ai đó. Ít nhất anh còn có đôi giày. Châu Trạch Tây, chúng ta có còn là bạn không vậy? Đương nhiên vẫn là anh em rồi. Chính vì chúng ta là anh em, tóm lại tôi đổi thứ cần đổi rồi. Anh định lấy gì ra đổi đây? Xem ra tôi chỉ có thể lấy Thần Thần ra đổi với anh rồi. Dựa vào đâu chứ? Lấy Thần Thần đổi thì để tôi tính xem. Vừa đủ đổi một chiếc giày đó. Châu Trạch Tây, đúng vậy. Hà Thần là tiên một chân, chỉ đáng một chiếc giày. Đáng ăn đòn. Đáng ăn đòn lắm. Đừng đánh anh. Thần Thần, em sao vậy? Sao vậy? Sao vậy Thần Thần? Không sao chứ? Đau ở đâu sao? Sao vậy? Sao vậy? Cả hai người không bao giờ được rời xa em. Cả hai người không bao giờ được rời xa em. Được rồi, biết rồi, đừng khóc. Anh từng tham gia trận Thượng Hải sao? Phải. Tôi là thiếu úy trung đoàn trưởng trung đoàn 457 quân quốc dân. Kể về thời gian đó đi. Lúc đó trung đoàn chúng tôi được lệnh bám trụ kho số 4 phía bắc sông Tô Châu. Sau đó trung đoàn giải tán, tôi bị đuổi về Tân Thành, không nhà để về, lang thang ngoài đường. Có một lần tôi đói quá, ba ngày chưa ăn gì, tôi ngất xỉu bên đường. Hà Thần đã cứu tôi. Cha cô ấy là Hà Mạnh Đức, là cục trưởng cục cảnh sát, đã thu nhận tôi. Cái này anh biết đúng không? Lúc tôi còn làm gián điệp ở bộ tư lệnh hiến binh thì đã biết anh và nhóm Hắc Long cùng nhau buôn lậu. Hắc Long là chiến hữu của anh đúng không? Đúng. Trung đoàn tôi có 10 người Tân Thành, cuối cùng chỉ còn lại hai chúng tôi. Hà Mạnh Đức giết Hắc Long, không lẽ anh không định báo thù cho Hắc Long sao? Hà Mạnh Đức cũng là bất đắc dĩ,
ông ta không giết thì Hắc Long cũng không sống được. Dương Lập Cường, anh thật lòng muốn tham gia Bát Lộ Quân sao? Đúng. Nghe nói anh bắn súng rất chuẩn. Tôi là tay bắn tỉa giỏi. Vậy anh giao nộp súng được không? Khẩu súng này ở đâu ra? Tôi giết một tên lính Nhật rồi lấy súng từ tay hắn. Được, anh về đi. Chúng tôi sẽ tạm giữ khẩu súng này. Anh thả Hà Mạnh Đức đúng không? Không phải. Đi đi. Công việc sau này để tôi sắp xếp, nhưng phải chú ý an toàn. Rõ. Có vài chi tiết tôi phải cân nhắc thêm. Cậu có ý tưởng gì không? Tôi nghĩ sau này chúng ta nên tăng cường luyện tập. Nào nào, ra đây hết đi. Cho Lãnh Quân Trang nè. Lãnh Quân Trang sao? Đúng vậy, nè. Nhận Quân Trang sao? Mọi người thay Quân Trang trước đi. Thủ trưởng ra chỉ thị quan trọng. Bắt đầu từ bây giờ, các cô sẽ là chiến sĩ Bát Lộ Quân. Nhanh như vậy, đã thành chiến sĩ Bát Lộ Quân sao? Sao vậy? Anh muốn đợi thêm, muốn bị kiểm tra tiếp sao? Nhưng quần áo này to như vậy, mặc nhìn quê mùa lắm. Sao mà mặc được? Anh Lập Cường, vậy rồi sao? Nói cho cô biết, đây đều là quân trang mới. Trong mắt chiến sĩ chúng tôi thì nó là kho báu. Hơn nữa chính thủ trưởng phê duyệt các cô. Quân trang của chúng tôi 3 năm mới được đổi một lần. Còn chê nữa. Không mặc thì thôi, đưa đây. Ai nói không mặc? Tôi lấy. Còn tôi thì không phải chê náo quê mùa. Tôi chỉ nghĩ là đổi cho tôi bộ khác vừa người được không? Coi ống tay áo nè. Hết đồ rồi. Chiến sĩ nhỏ chúng tôi đều mặc như vậy hết. Đúng vậy. Chiến sĩ nhỏ các cô mặc như vậy. Nhưng tôi không phải chiến sĩ nhỏ. Tôi cần một bộ đồ vừa người. Các đồng chí, sau khi mặc quân trang, tôi mong từ nay về sau mọi người sẽ nghiêm khắc yêu cầu bản thân với tư cách của một chiến sĩ Bát Lộ Quân. Nói vậy chúng tôi cũng phải ra tiền tuyến đánh giặc sao? Ai kêu các cô đi đánh giặc? Không đánh giặc thì chúng tôi làm gì? Tham gia lao động. Lát nữa Nam đi gánh nước, nữ thì đi cùng Hạnh Nhi giặt đồ giúp các chiến sĩ. Đang giữa mùa đông mà. Giờ sức khỏe tôi không tiện lắm. Nếu tôi không đi được không? Cũng được. Vậy cô tới trạm xá phụ chăm sóc người bệnh và bị thương đi. Tôi sợ máu. Cái này không được, cái kia cũng không được. Vậy cô làm được gì? Hay là vậy? Cô đi canh gác đi. Trực ca đêm coi như rèn gan luôn. Cái này được đó. Không được. Vậy tôi tới trạm xá đi. Hà Thần, bộ đồ này cô mặc vô nhìn đẹp lắm. Vậy sao? Đó là do quân trang đẹp nên ai mặc nhìn cũng ngầu. Đúng rồi cô giáo Tô, tôi phải xin lỗi cô. Hôm đó tôi không nên đẩy cô mạnh như vậy, còn nói nhiều lời khó nghe nữa. Không sao. Thật ra những lời cô nói cũng không hoàn toàn sai. Nếu không vì cứu tôi, các cô cũng không gặp chuyện như vậy. Sai chính là sai. Tôi giúp Cao Sướng là tôi tự nguyện.
chưa bao giờ hối hận. Nhưng tôi không ngờ bà nội lại... Thôi bỏ đi. Hà Thần, chuyện tình cảm thì tôi nghĩ cô giáo Tô ở căn cứ, tôi là cấp dưới của cô, nên chuyện gì tôi cũng sẽ nghe theo cô. Nhưng trong lòng tôi nghĩ gì là chuyện của riêng tôi. Chúng ta làm bạn được không? Được chứ. Nếu chúng ta làm bạn, cô trả cao sướng cho tôi được không? Cô giáo Tô, coi cô nghiêm túc kìa. Không sao, tôi chưa hèn tới nỗi đòi người khác nhường đàn ông cho mình. Vậy tôi đâu còn là Hà Thần. Tôi thừa nhận ở căn cứ thì năng lực cô mạnh, cái gì cũng tốt. Nhưng tôi cũng sẽ không từ bỏ tình cảm với Cao Sướng. Vì bây giờ ngoài cái này ra, tôi không còn gì hết. Việc thẩm tra bước đầu với mấy người nhóm Cao Sướng đã kết thúc rồi. Nói chung cũng được. Họ đều mong được ở lại tham gia đội ngũ chúng ta. Đúng vậy. Căn cứ của chúng ta quá ít người có văn hóa. Làm sao để thực hiện đúng giáo dục kháng chiến do Trung ương Đảng đề xuất, chủ trương dùng giáo dục để phục vụ lâu dài cho chiến tranh, vẫn đang thiếu nguồn lực. Vậy nên chúng ta nhất định phải điều động nhóm Cao Sướng nhiệt tình tham gia vào giáo dục văn hóa. Đồng thời còn phải tạo cho họ không gian sáng tạo đầy đủ, giúp họ phát huy tối đa thế mạnh của mình. Tiểu Tô, tôi nghĩ cô hãy gánh vác trách nhiệm này đi. Thủ trưởng có chỉ thị cụ thể nào không? Chúng ta có thể làm giống Chiên An, đồng thời tập hợp những người biết thổi kèn đàn hát ở căn cứ của chúng ta lại. Tốt nhất là thành lập một đội quân nhạc. Tôi nghĩ tốt nhất là mở một lớp xóa mù chữ, dạy các chiến sĩ và người dân biết chữ và tính toán. Nếu không có báo, mọi người cũng không đọc được. Cô ấy nói rất đúng. Các chiến sĩ của chúng ta có vài người đến tên mình cũng không biết viết. Đúng vậy. Như vậy đi, lát nữa tôi sẽ viết một bản kế hoạch cụ thể. Được. Như vậy đi. Tiểu Tô, giờ tôi chính thức thông báo cho cô. Cô được điều sang làm việc ở ban tuyên truyền. Nhiệm vụ chính của cô là phụ trách việc xây dựng và các công việc hàng ngày của đội quân nhạc. Mệnh lệnh sẽ ban hành sao? Cô không ý kiến gì chứ? Không có. Báo cáo. Hạnh Nhi, lại đây. Chị Nguyễn Đình, ra đây với tôi chút đi. Sao vậy? Hạnh Nhi, có chuyện gì thì cứ nói ở đây. Là nhóm người Cao Sướng. Bọn họ làm sao? Cao Sướng, anh đang làm gì? Nè, anh là một con thuyền đang lạc lối, một mình đi trong sương mù. Cao Sướng, thủ trưởng tới rồi. Không phải Quyển Đình, đây là thơ anh viết cho em. Anh chưa đọc xong mà. Quyển Đình, giờ anh trân trọng cầu hôn em. Tình yêu này đến chết cũng không thay đổi. Anh sẽ mãi mãi yêu em. Quyển Đình, Quyển Đình. Thôi được rồi, mọi người giải tán đi. Về đi, về hết đi. Thủ trưởng,
Cao Sướng, anh thật sự muốn tham gia bát lộ quân sao? Đúng vậy. Anh làm vậy vì em hay là vì chống Nhật? Lúc ban đầu thì anh vì em, sau đó mọi thứ anh làm đương nhiên vẫn là vì em. Vậy được, đợi khi anh thành một chiến sĩ bát lộ quân thật sự thì nói chuyện chúng ta sau. Như thế nào mới là một chiến sĩ bát lộ quân thật thụ? Đầu tiên phải phục tùng mệnh lệnh, tuân thủ kỷ luật, làm được cái đó đã. Anh có đồng ý không? Anh không thể đồng ý với em, không thể nói chuyện nổi với anh. Anh Triệu, tôi muốn ra chiến trường, tôi muốn báo thù cho cha. Sao đầu óc cậu không động não được vậy? Sao cứ nhắc chuyện này? Đúng vậy, tôi tới đây là vì muốn giết bọn Nhật mà. Ngồi xuống rồi nói. Không ngồi, không ngồi thì đứng đi. Đầu tiên, tôi không quản lý công việc của cậu. Quay lại. Cao Sướng, cậu nóng lòng muốn giết giặc, báo thù cho người nhà, cái này thì tôi hiểu. Nhưng đây là quân đội cách mạng, mọi hành động của cậu buộc phải phục tùng theo sắp xếp của tổ chức. Không phải, anh Triệu, tôi rất hiểu những lý lẽ anh nói. Vậy anh cho tôi biết phải làm gì tôi mới được ra chiến trường? Được, vậy thì tôi cũng nói thật. Phân khu đã quyết định điều các cậu tới ban tuyên truyền. Tôi không đi. Không đi sao? Cậu tưởng đây là trò trẻ con, muốn đi thì đi, không muốn là không đi sao? Không phải, anh Triệu, im lặng. Đây là quyết định của tổ chức, cậu không quyết định được, tôi cũng không. Cao Sướng, cấp trên trực tiếp của cậu bây giờ là đồng chí Tô Uyển Đình. Có ý kiến gì thì tìm cô ấy mà nói. Vậy thì anh, cậu hết chuyện chưa vậy? Hết rồi, thì biến cho khuất mắt tôi đi. Đi đi. Hết rồi. Anh, đồng chí Tô, có chuyện gì? Anh nghe nói là anh Triệu muốn điều bọn anh vào ban tuyên truyền của phân khu. Đúng, cấp trên đã sắp xếp như vậy. Vậy em có thể nói lại với thủ trưởng không? Anh không muốn vào ban tuyên truyền. Tại sao? Anh tới để đánh giặc. Nếu anh không thể đi đánh giặc, vậy anh ở đây làm gì? Nhưng giờ anh đã là một chiến sĩ bát lộ quân rồi. Anh đâu phải, ít nhất giờ vẫn chưa phải. Anh chưa được đi đánh giặc thì sao được coi là chiến sĩ bát lộ quân? Cao Sướng, mấy ngày tới anh bình tĩnh đã được không? Giờ anh rất bình tĩnh. Thực ra anh chỉ cần một cơ hội để chứng tỏ bản thân, em hiểu không? Được rồi, để em cân nhắc lại. Được, vậy anh đợi tin của em. Cảm ơn. Đứng lại. Làm gì vậy? Đây là giấy thông hành của chúng tôi. Chúng tôi tới lấy hàng trên núi. Chào anh. Giọng anh nghe lạ vậy. Đây là người làm tôi mới thuê. Đúng vậy. Tôi nói nè, trời sắp tối rồi, chúng tôi phải sớm vào thôn, chứ không là không lấy được hàng. Đừng dùng chiêu này nữa. Tiền của ông ở đây tôi cũng không dùng được. Dùng biên giới này, dùng tiền tự in. Hai người tới lần đầu đúng không? Đúng là lần đầu. Đúng vậy. Được, đi đi. Cảm ơn anh. Đi đi. Cho qua. Đi đi.
Về rồi sao? Lại sao nữa vậy? Mặt chù uộn, làm như ai chọc anh vậy? Đại ca, đó chính là Cao Sướng. Vậy thần thần chắc chắn ở trong nhà đó. Phù Dung, tôi nói cô nghe, anh Lập Cường là người tốt. Nếu cô thích anh ấy thì đối xử nghiêm túc một chút, đừng lừa tình cảm người ta. Nếu không tôi không khách sáo đâu. Hạ Thần, cô coi tôi là loại người gì? Vô trong, vô trong, không được lên tiếng. Sao cha tới được đây? Thần thần, cha tới cứu con, mau đi theo cha. Cha còn dám tới đây, cha mau đi đi. Thần thần, bà nội mất rồi, giờ nhà họ Hà chỉ còn lại cha con mình. Cha không thể để con ở lại Bát Lộ Quân Đường. Con ở đây để báo thù cho bà nội. Cha đi đi, con khờ quá. Con là con gái của cha, con ở đây không sống tốt được đâu. Cục trưởng Hà, tôi xin ông, ông mau đi đi. Lỡ ông bị bắt thì chúng tôi cũng xong đời. Đại ca, em kiểm tra rồi, có thể trốn ra từ phía đông. Đi, cha còn không đi là con kêu người tới. Con kêu đi, kêu đi. Dù sao mẹ cũng mất rồi, mất thêm con gái thì cha sống tiếp cũng vô nghĩa. Thôi chết luôn cho rồi. Mau lên, mau bỏ thần thần xuống. Mau lên, bỏ xuống đi. Đại tiểu thư, thần thần tỉnh lại đi. Thần thần, thần thần, thần thần, thần thần, thần thần, các người làm gì vậy? Bỏ cô ấy ra. Cao Sướng, thần thần, thần thần, thần thần, em không sao chứ? Thần thần, thần thần, thần thần, thần thần, thần thần, thần thần, bỏ cô ấy ra. Bỏ tôi ra, thả cục trưởng Hà ra, nếu không tôi sẽ giết hắn. Cha, mau đi đi. Không đi là con bắn đó. Thần thần, mau đi đi. Thần thần, đi mau. Cô không sao chứ? Cao Sướng, Cao Sướng, Cao Sướng, đưa họ tới bệnh viện. Dương Lập Cường, có, mau đuổi theo. Rõ. Cao Sướng, đưa súng cho tôi. Mau lên, mau lên. Chia ra tìm đi, cậu đi bên kia, tôi đi bên này, đi. Lập Cường, tôi không thể bị họ bắt được.
Cục trưởng Hà, bảo trọng. Cao Sướng, đừng sốt ruột. Thần thần chắc chắn không sao. Thần thần vì tôi nên mới bị thương. Tình hình sao rồi? Lấy đạn ra rồi. Cô ấy mất máu nhiều, cần truyền máu gấp. Lấy máu tôi đi, mau lên. Không, lấy máu tôi đi. Chúng tôi cần nhóm máu ô. Máu ô sao? Tôi máu ô. Lấy máu tôi đi. Đi. Nguyễn Đình, không sao đâu. Sướng. Sướng.